Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và máy kéo, xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 70 km/h không được đi vào đường cao tốc, trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ việc quản lý và bảo trì đường cao tốc. Theo Điều 9 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định, xử phạt người đi bộ vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người đi bộ đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc. Tuy nhiên, có thể mức phạt này còn quá nhẹ nên chưa đủ răn đe đối với hành vi này. Bên cạnh việc không được đi vào đường cao tốc, người đi bộ còn phải tuân thủ các quy định sau để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường bộ. Người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường. Trường hợp đường không có hè phố, lề đường thì người đi bộ phải đi sát mép đường. Người đi bộ chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn. Trường hợp không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ, thì người đi bộ phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn khi qua đường. Người đi bộ không được vượt qua giải phân cách, không đu bám vào phương tiện giao thông đang chạy. Khi mang vác vật cồng kềnh, phải đảm bảo an toàn và không gây trở ngại cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường đô thị, đường thường xuyên có xe cơ giới qua lại, phải có người lớn dắt. Mọi người có trách nhiệm giúp đỡ trẻ em dưới 7 tuổi khi qua đường.